Rồi xin chào anh em, lại là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục giao lưu một cây mai sống khỏe nữa anh em à. Cây này thì sống được 3 năm rồi, mình mới ghép 6 tháng nha anh em nha. Thì mới ghép nhưng mà tàn nó ra cũng đều hết rồi. Cây này dạng cây bonsai lùng lực nha anh em nha. Cây này thì đế chắc nó nằm ở sâu á, mình lâu quá mình cũng chả nhớ. Cây thì trong thân nó có 1-2 miếng lũa thẹo đấy. Đây nè, 1-2 miếng lũa thẹo vậy nè anh em à. Cây này bố cục rất là đẹp nha. Cây này nó có một cái chi đây nè. Chi đây thì nó còn tươi một nửa, nhưng mà nó có chi đây, nó ra con đây nè. Về anh em thích lũa thì đánh lũa, còn không thì ghép vô chơi nha anh em nha. Cây tổng thể của cây nè, cây này thì rất là nặng. Cây này nếu mà anh em mà chốt thì mình đập chậu, mình quán bầu về cho anh em vô chậu mới chơi nha. Chậu này dở lắm. Đấy. Thì cây này mình ghép giống 8-16 cánh anh em à. Hoa nhặt. À, anh em mà thích coi mặt kho thì alo mình gửi mặt kho cho anh em coi. Rồi quanh luôn anh Cháy. Mời mấy anh em xem quanh không? Tổng kể cây á dễ nhìn nha. Anh em mình chỉ cần vô bo là được. À, vô kẽm là nó ra cây liền à. Tại nó có cái đỉnh bên đây nè anh em nè. Đấy nè, cái cốt này là làm đỉnh nè. Để cái chi ra đây lại nè anh em. Rồi quanh lên Cháy. Quanh là 53 mấy anh em. Khoảng 53 cao. Cây này nằm trong chậu 60 lòng nha anh em. Cao ngay cái đỉnh để vô bo nè mấy anh em à, là 26. Tổng dàn cao của nó là 57. Tổng dàn tàn của nó là 68 mấy anh em. Chúc anh em. Giúp mời anh em sưu tầm nha. Dưới.